Trước khi chính thức ký hợp đồng chuyển nhượng đất đai nhà ở, các bên thường sẽ thỏa thuận với nhau để bên mua đặt cọc một khoản tiền nhất định cho bên bán. Tuy nhiên, đây lại đang là miếng mồi béo bở của những kẻ lừa đảo. Vì vậy, nếu không tìm hiểu kỹ thông tin, người mua rất dễ dính bẫy lừa đảo tiền cọc, vừa mất tiền mà lại chẳng thể mua được đất. Sau đây là 6 bẫy đặt cọc mà bạn nhất định phải cảnh giác kẻo mất tiền oan. Phổ biến nhất chắc chắn phải kể đến chiêu mất tích, gây khó dễ sau khi nhận tiền cọc. Thông thường, sau khi nhận tiền đặt cọc của bên mua, theo một khoảng thời gian hai bên thỏa thuận, thường là trong vòng 1 tháng, các bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở. Tuy nhiên, khi tới thời hạn thỏa thuận, bên bán sẽ đột nhiên cắt đứt liên lạc, ôm tiền biến mất hoặc viện đủ lý do để không ký hợp đồng mua bán, không sang tên, không ra công chứng. Bẫy thứ hai là môi giới lừa tiền cọc. Hiện nay, có một số không ít người mua nhà đất không thông qua chủ nhà mà giao dịch trực tiếp với công ty môi giới hoặc có đất quen biết. Phương thức này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro khi chẳng may bên trung gian biến mất không rõ lý do, còn chủ nhà lại phủ nhận mối quan hệ giữa hai bên. Và tất nhiên khi xem lại hợp đồng đặt cọc đã ký kết, chủ nhà hoàn toàn không có trách nhiệm với khoản tiền đặt cọc của người mua. Gặp phải tình huống này, bên mua gần như mất trắng số tiền đặt cọc. 3. Rắc rối tiền cọc vì quan hệ hôn nhân của chủ nhà. Về nguyên tắc, nhà đất được hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng. Dù là tài sản chung nhưng thực tế có không ít trường hợp sổ đỏ, sổ hồng chỉ ghi tên một người vợ hoặc người chồng. Người mua nhà đất nếu không am hiểu pháp luật cứ thấy tên ghi trên sổ đỏ, sổ hồng trùng khớp với người giao bán mà xuống tiền cọc nhanh thì có khả năng sẽ gặp rắc rối bởi có khả năng chồng hoặc vợ của người giao bán không đồng ý bán. Nếu nhà đất đó là tài sản chung của vợ chồng người bán mà vợ hoặc chồng của người đó không đồng ý bán thì các bên không thể tiến hành mua bán và sang tên sổ đỏ. Lúc này, người mua và người bán có thể tự thỏa thuận với nhau, nhưng nếu không thể thống nhất về cách giải quyết thì có thể khởi kiện ra tòa để đòi lại tiền cọc. Tuy nhiên, để tiến hành các thủ tục cần thiết sẽ phải mất nhiều thời gian và tiền bạc. Nhiều người gặp tình huống này thường dễ nản lòng và sớm bỏ cuộc. 4. Chỉ có một mảnh đất nhưng nhận cọc của nhiều người. Để lừa nhiều người dính vào bẫy này, các đối tượng lừa đảo thường đăng tin giao bán nhà đất với giá khá thấp so với thị trường. Bên bán cũng cung cấp cho người hỏi mua hình ảnh sổ đỏ để chứng minh minh bạch về pháp lý. Khách đồng ý mua, bên bán sẽ yêu cầu khách cọc tiền bằng giấy viết tay. Chỉ có một mảnh đất hoặc một căn nhà, nhưng đối tượng lừa đảo có thể ôm cọc của nhiều người. Sau khi gom được một khoản tiền lớn, họ liền cao chạy xa bay, khiến nhiều người đã đặt cọc phải ôm hận. 5. Lừa cọc từ những mảnh đất có vướng mắc pháp lý. Vì có nhu cầu thực, hàm giá rẻ, không ít người mua ngay từ đầu đã biết mảnh đất đó không đảm bảo về mặt pháp lý như chưa có giấy tờ, nhà đang thế chấp ngân hàng, giấy tờ đứng tên người khác. Nhưng vì hàm rẻ cùng với những lời hứa hẹn có cánh của bên bán nên vẫn dại dột nghe lời người bán đặt cọc rồi cuối cùng tiền mất tật mang khi mất tiền mà cũng chẳng thể sang tên. 6. Chiêu thức cọc chồng cọc. Ở những khu vực sốt đất, nhiều người thường lướt sóng mua bán nhà đất qua hình thức đặt cọc hay còn gọi là đặt cọc chồng cọc. Phương thức mua bán nhà đất không chính quy này thường mang đến lợi nhuận nhanh chóng. Người mua trước mới đặt cọc, thế giá tăng là chốt lời bán cho người mua sau bằng hình thức ký hợp đồng nhận cọc. Cứ như thế, những người mua sau đó thấy có lãi lại để hàng cho người kế tiếp. Rủi ro của việc mua bán nhà đất cọc chồng cọc nằm ở chỗ chỉ cần một bên hủy kèo hay lừa tiền đặt cọc, toàn bộ các hợp đồng đặt cọc sau sẽ bị phá vỡ như hiệu ứng domino. Bên cạnh đó, người lướt sóng thường thích thỏa thuận cọc bằng giấy viết tay để hủy cho dễ, đỡ phức tạp về pháp lý. Các điều khoản trong hợp đồng cọc đa phần đều sơ sài, các cam kết còn yếu và nửa vời, nước đôi và nó chỉ là một thỏa thuận dân sự thể hiện thương lượng giữa người bán và người mua nên tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Để tránh khỏi các bẫy đặt cọc đã nêu, người mua cần lưu ý một số vấn đề như sau. Thứ nhất, cần tìm hiểu kỹ thông tin thửa đất và thông tin của người bán, xem họ có phải chính chủ không hay chỉ là môi giới, chính chủ độc thân hay đang có vợ hoặc chồng. Thứ hai, cảnh giác với những lời giao bán với giá hời, cần điều tra thị trường chung tại nơi có đất. Thứ ba, đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng đặt cọc trước khi ký. Tuy nhiên, để đảm bảo tính pháp lý cũng như tránh trường hợp tranh chấp xảy ra, người mua nên yêu cầu công chứng hợp đồng đặt cọc dù pháp luật không bắt buộc. Trên đây là toàn bộ nội dung video. Nếu thấy thông tin trên hữu ích với bạn, ngần ngại gì mà không đăng ký ngay kênh YouTube của Lời Việt Nam để cập nhật thêm nhiều thông tin pháp luật bổ ích.